Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Đồng Hồ Hoàng Nhật nha. Thì hôm nay em xin gửi đến mọi người là 14 sản phẩm nha mọi người. Thì 14 sản phẩm ở dưới này có, hôm nay là tất cả sản phẩm em bán đều là hàng chống nước hết nha, nên mọi người đi mưa, rửa tay, đi tắm thoải mái nha. Và trên này thì trên 4 cái con này thì những con này có hộp nha. Và có con mã số 7 thì cũng có hộp luôn, nhưng mà em chưa tìm được để hàng đặt chốt đó, thì mà em tìm để vô, tại vì con này là hàng mới trăm trăm, có đầy đủ hộp. Rồi khi mua hàng thì mọi người sẽ nhận được một cái phiếu bảo hành của bên em nha. Thì bên em bảo hành cho mọi người là 12 tháng đối với đồng hồ cơ và 6 tháng đối với đồng hồ pin. Dù là đồng hồ mới hay là hàng qua sử dụng gì thì em cũng bảo hành cho mọi người là đều là 12 tháng hết nha. Thì trên này, trên phiếu bảo hành sẽ có tên cửa hàng và địa chỉ của bên em. Thì mọi người có thể mua, muốn đến trực tiếp mua thì đến cái địa chỉ này ha, 130 Trần Phú, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại và là số Zalo duy nhất mà em sử dụng luôn nha, em không xài thêm bất kỳ số điện thoại nào nữa hết. Để tránh trường hợp lừa đảo thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại giúp em, hoặc nhắn tin Zalo vào cái số này. Và số tài khoản của em thì em sẽ nhắn tin sau khi mọi người chốt hàng nha. Thì để thứ nhất là để tránh cái trường hợp đánh cắp tài khoản, và cái trường hợp thứ hai nữa là đánh cắp thông tin, và trường hợp thứ hai nữa là cái số tài khoản là chính chủ, đúng tên người nhận và đúng cái tên trùng với tên cửa hàng luôn, thì mọi người sẽ không có sợ cái vấn đề lừa đảo. Rồi phía sau này em sẽ ghi thời gian bảo hành nè, tên sản phẩm, giá và ngày mua luôn nha, thì để bảo hành cho mọi người một cách tốt nhất. Và nếu mọi người mua hàng mà phát hiện hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng fake thì em xin hoàn cho mọi người gấp đôi tiền và tặng cho mọi người chiếc đồng hồ đó làm kỷ niệm luôn. Đó là điều mà cái đồng hồ cam kết, cái đồng hồ Hoàng Nhật cam kết với mọi người là như vậy. Rồi hôm nay là tất cả sản phẩm từ 1 tới 14 đều là chống nước hết nha mọi người. Mọi người có thể đi mưa, rửa tay thoải mái. Rồi à, đầu tiên em xin giới thiệu, hôm nay chỉ có một chiếc mã số 1 là pin thôi, còn lại là cơ hết, cơ automatic hết. Rồi đầu tiên em xin gửi cho mọi người một chiếc Orion máy pin solar nha mọi người. Pin là pin năng lượng mặt trời nè, cái này dính trên kính nha, để em lau. Rồi nó dính trên kính nha mọi người, để ngày mai mai em sẽ lấy cái xăng lau cho nó sạch, lau khô không có phơi với nó. Nè mọi người nghiêng góc thì thấy ở dưới mặt số nó vẫn rất là đẹp ha, ở trên nhìn trực diện xuống thì nó có mấy cái quần này nằm trên kính nha mọi người, chứ đồng hồ thì còn rất là đẹp. Rồi một em Orion máy pin dòng solar năng lượng mặt trời nha mọi người, này giờ pin năng lượng xài thoải mái luôn, không có sợ hết pin luôn. Rồi em này có một ô lịch nằm ở góc 3 giờ, size của em nó là size 39 nha, size 39, dày 10,5 mm. Em này có một sợi dây zin nữa, nhưng mà dây zin nó khá là ngắn, dây zin của em nó đây khá là ngắn, nên là em đổi thay nó dây da. Mọi người ai muốn mua con này thì em sẽ gửi cộng dây zin này cho mọi người luôn. Và dây da này là em thay rồi, có khóa luôn rồi, mọi người đeo lên tay thì ok hơn. Còn cái kia thì dây nó ngắn lắm, ai mang em tay nhỏ đeo mới được. Rồi một em Orion máy pin năng lượng mặt trời dòng solar ha mọi người. Solar là năng lượng mặt trời. Toàn thân vỏ là thép không rỉ, dây khóa này linh kiện có kèm dây zin theo, vỏ còn rất là đẹp và sáng bóng ha mọi người, còn rất đẹp và sáng bóng. Ở đây nó có ba cái nút, đó là nút chỉnh giờ, hai cái nút hỗ trợ chỉnh lịch giờ và ngày luôn. Phía sau này là một cái mặt mặt đáy kính nè mọi người, nó đi những đường tròn đồng tâm và có logo Orion trên này nè, và nó khá là mờ. Rồi núm là núm zin có logo luôn nha, núm zin có logo của Orion. Một em máy pin năng lượng mặt trời đến từ thương hiệu Orion, size 39, giá 1,2 triệu mọi người, giá 1,2 triệu, mã số 1 giá 1,2 triệu, size 39. Anh nào thích thì nhắn tin cho em.
Rồi tiếp theo em C5, một em C5 đom đóm. Em này thì em bán nhiều lắm rồi nha. Một em C5 đom đóm giá em bán là 1,4 triệu. Xin toàn bộ trừ kiến. Cái kiến này em đã thay kiến sapphire cho anh em xài cho nó thoải mái nha mọi người. Size em nói là size 37, máy là máy tự động automatic chạy rất là chuẩn. 3 kim 2 lịch. 3 kim 2 lịch thứ ngày. Chống nước tốt. Dây khóa zin nguyên bản của em luôn nha, dây khóa zin nguyên bản. Mặt trên cái màn mặt số này, mặt số màu trắng, được thay kính sapphire nên nhìn vào nó rất là đẹp. Và những cái cọc số là cọc số học trò nên là mọi người rất là dễ xem giờ nữa. Thêm vào đó nữa là những cọc số này nó là cọc số dạ quang luôn nên là khi mà ban đêm á mọi người rất là dễ xem giờ. Để em tắt đèn cho mọi người xem nha. Chăm chút xíu. Đây mọi người nó sẽ rồi. Đó, đa số đồng hồ của tối ngày hôm nay là dạ quang đều rất là sáng nha. Khi này, đây còn mã số 2 giá 1,4 triệu nha mọi người. 10 11 cọc số đều là cọc số học trò và là số dạ quang. Nó nhìn vào ban đêm rất là dễ xem giờ. Và đặc biệt là kim giây, kim giờ và kim phút á thì dạ quang nó lại rất là sáng, sáng hơn cả những cọc số luôn. Rồi, phía sau là máy lỗ đáy, kính kính phía sau nó cũng em cũng đã thay rồi nha mọi người. Đây, kính phía sau đã thay rồi. Nhưng mà vẫn là hàng zin nguyên zin chính hãng á, trên khung máy có đóng chữ Seiko nè. Trên phần búa, phần vỏ văn á thì nó cũng có dập chữ Seiko máy 7S326 và dưới chùm ba lăng, dưới cái sợi dây tóc là có chữ Seiko ha mọi người, Seiko, Seiko nè. Đó. Để mọi người yên tâm mà mua. Cam kết đó là hàng chính hãng nha mọi người. Máy tự động chạy rất là chuẩn, size 37, toàn thân dây vỏ là thép không rỉ, kính là em đã size thay sapphire rồi. Kính sau em cũng thay rồi nha. Giá 1,4 triệu, anh nào thích thì chốt giùm em. Còn anh nào không thích kính kính thay thì như em còn là hai. Em còn hai con. Còn có một con. Còn hai con, một con trắng, một con đen nha. Vẫn còn. Hai con, một con trắng, một con đen. Kính chưa thay luôn. Kính nguyên zin. Kính nguyên zin nè mọi người. Tính ra cũng khổ à, kịp bể tấm kiến, tốn tiền mua tấm kiến gắn vô mà cái giá thì nó lại không được bằng cái giá cũ nữa. Không thay tấm kiến cái nó mất zin cái nó mất giá trị. Thì em bán con này kiến thế này thì là 1,8 triệu, mà bán con này tốn cái miếng kiến thay nè mà còn bán được có 1,4 triệu à. Rồi, đó là mã số 2 mọi người, size 37, giá 1,4 triệu. Tiếp theo một em mã số 3, em này là dòng thợ lặn gọi là lặn vừa mọi người, lặn 50m thôi. Rồi mã số 3 giá 1,8 triệu, chống nước được 50m. Mấy em thường thì chống nước có 30 à, để chúng ta đi mưa rửa tay thôi. Em này là tắm với lại bơi được. Bơi nha mấy anh chứ không phải lặn nha. Em này là size 36,5 nha. Mặt xanh cửu long. Mặt xanh cửu long, kính là kính khoáng, toàn thân dây vỏ là thép không rỉ ha mọi người. Và cái độ mới em này còn rất là cao, có 98-99% nha. Mọi người nhìn trên hình là thấy nè, nhìn còn rất là đẹp luôn. Kính là kính khoáng nguyên zin, phía sau là máy lỗ đáy chính hãng, chuẩn chính hãng. Máy em này là 7S26 nha, tích cót được 40 giờ nè. Trên khung máy có chữ Seiko và chữ chùm ba lăng cũng có chữ Seiko luôn. Đó, tích cót được 40 giờ. Mặt xanh cửu long, mặt xanh tia nha. Cọc số nổi, những cái cọc số này đều có dạ quang hết. Và lịch là có hai lịch thứ ngày luôn.
máy tự động 7S26 21 chân kính, tự động hoàn toàn, chống nước 50m, size 36,5. Rồi lịch 2 thứ tiếng, mã số 3 giá 1,8 triệu, anh nào thích thì lấy giùm em nha. Lấy giùm em. Mã số 3 giá 3, size 36,5, giá 1,8 triệu. Rồi, tiếp theo. Em vừa về được hai em ha mọi người. Cái này hàng về cũng hơi ít nên mọi người thông cảm. Hai về được chỉ có hai em này thôi, hai em duy nhất, hàng mới 100% ha mọi người, hàng mới 100%, nhưng mà nó không có hộp nha. Mới 100% nhưng mà nó không có hộp. Đây ha. Mới còn tác luôn. Còn tác này, con này còn siêu, con này nó bị tróc cái siêu rồi. Tróc cái siêu. À, siêu nó nằm ở đây, nó bị tróc nhẹ ha mọi người. Đó, dạng như mới 100% nhưng hàng trưng bày á. Nó có xước nhỏ thôi nhưng mà tổng thể là như mới. Hai con này thì phơm dáng thì giống nhau, chỉ khác nhau cái mỗi cái mặt số thôi. Một con là cọc số thẳng mạ vàng, kim cọc mạ vàng, núm mạ vàng. Một con là cọc số minor, cọc số dạ quang đó mọi người, có số 10, học trò 6912. Để tất cả đều là chạy máy 7S26 21 chân kính hết, tích cót 40 giờ và máy tự động và có lỗ đáy, và đều là hàng như mới 100% nên là ngoại hình không có tì vết gì hết nha mọi người. Có chăng thì nó sức như lông mèo nhỏ nhẹ thôi, nhỏ xíu à. Rồi giá hai em này là 2,2 triệu, size 38,5 ha, mã số 4 và số 5. Giá là 2,2 triệu, size 38,5, size 38,5 nha. Cái này cái tay em nó bị mồ hôi á, bị thấp khớp á mọi người, nên cầm một chút xíu là nước nó đóng một đống luôn. Nè, máy lỗ đáy nè mọi người, 7S26, dưới chùm ba lăng có chữ Seiko ha. Và dưới cái đấy của nó có một cái lớp dán bảo vệ đó nha. Nó có một miếng keo nè, nó có miếng keo đây nè, tháo ra là đẹp, mới tinh luôn. Hai con nào cũng vậy. Rồi mã số 4, mã số 5 này thì giá là 2,2 triệu, size là 38,5, máy 7S26, tự động hoàn toàn nha, mới 100%. Anh nào thích con nào thì chốt giùm em. Ở đây nó có trên tác này, nó có tên mã của từng con nè, mọi người có thể kiểm tra trên Google. Cam kết của người là hàng chính hãng nha. Rồi tiếp theo mã số 6. Mã số 6 giá 2,6 triệu, một MC Co 5 quân đội, bản lớn nha, em này bản 42mm. Một MC Co 5 quân đội bản 42mm đó. Em này mặc số màu đen, bản dây thép Seiko 5 Sport Automatic 23 chân kính, chống nước 100m, chạy máy là 7S36 nha. Đây, 7S36, phía sau có dập nổi thông tin. Trên ba lăng này thì nó có logo của Seiko và trên sườn máy vẫn có nha. Rồi, dây thì dây zin, có số seri, có trên khóa thì có chữ Seiko. Toàn thân dây vỏ là thép không rỉ, kính là kính khoáng hai mặt nha, kính khoáng hai mặt. Seiko 5 quân đội thì mọi người quá quá là quen thuộc rồi, bền là khỏi chê luôn. Size 11, dây 11,5mm, size dây là 22 nha. Rồi size 42, mã số 6, giá 2,6 triệu. Rồi tiếp theo một em OB, một chiếc đồng hồ OB đến từ thương hiệu, đến từ Nhật Bản nha. Dưới này góc 6 giờ có chữ xe băng muốn với mình nè. Em này là hãng mới 100%, có hộp luôn nha, của hãng Olympianus đến từ Nhật Bản. Olympianus, ở đây nó còn cái mạc. Và em này nè, thông số của nó là như sau: toàn thân dây vỏ là thép không rỉ 316L, được mạ một lớp vàng PVD,
một mảng lớp vàng BVD lên nhìn rất là đẹp và óng ánh ha. Cái nước vàng này rất là bền, nước vàng này rất là bền. Nếu chúng ta không đeo bình thường, không va quẹt thì nó vẫn còn vẫn mãi như vậy thôi. Nước màu vàng nó có thể bền đến 3 đến 5 năm tùy vào người sử dụng. Phía sau là một máy lỗ đáy OB hết mọi người. Mặt sau, mặt kính sau là kính khoáng. Mặt kính trước là sapphire, ở đây có chữ đại chữ sapphire nè. Chống nước, thông số chống nước coi. Rồi em này chống nước được 30 mét nha. 30 mét. Trên mặt số này có những cái vân. Những cái vân 3D nhìn rất là đẹp. Không những nó có vân mà nó có số tia nữa mọi người. Cọc số là cọc số nổi ha. Cũng kim cọc cũng mạ vàng luôn. Ở góc 3 giờ có hai ô lịch. Hiện mới trăm trăm nguyên siêu. Nó bọc như vậy nè mọi người, nó bọc như vậy là được là bảo bảo vệ cái đồng hồ mình toàn diện luôn á. Khi đến tay chúng ta là chúng ta bóc ra là nó mới, nó không sợ chảy xước luôn. Em thấy là đánh giá cao cái cách làm của cái hãng này. Nhìn cái đồng hồ của chúng ta rất là được trân trọng, được nâng niu. Rồi em này size 42 nha mọi người. Size 42, dày 11-12 mm. Dây vỏ là thép không rỉ, mạ vàng, được mạ vàng BVD. Kính là kính sapphire. Máy là máy tự động, có hỗ trợ, có tay máy lộ đáy. Con này tích cót lên tới 40 giờ nha, 40 giờ. Một số rất là đẹp. Giá này là mã số 7, giá 3 triệu rưỡi, size 42 ạ. Tiếp theo một em Orient Star. Một em Orient Star. Em này là bản giới hạn. Con này là con hàng Star dòng Joker mọi người, rất là nổi tiếng. Con này nếu giá mới nó tầm 12 đến 15 triệu. 12 đến 15 triệu nếu hàng mới á. Kính là kính sapphire, toàn thân dây vỏ là thép không rỉ 316L nè. Núm zin có logo và dây là dây khóa zin hết mọi người. Đây có chữ Orient Star đây, sao không biết sao nó hơi mờ. Ở phía sau nó là một bộ máy lỗ đáy có trên quả văng, thì nó có chữ Orient Star, có chữ Japan luôn. Bản này bản nội địa nè, Made in Japan hết mọi người. Tại sao nói bản này là bản giới hạn? Tại vì cái bản này là cái bản tích cóp được 50 giờ. Mấy bản thường á thì nó có 40 giờ thôi. Con này là tích cóp tới 50 giờ. Đó. Kim là kim rốn. Ở góc 9 giờ có một cửa sổ hở tim, góc 3 giờ thì có logo của hãng và góc 12 giờ. Chúng tôi có ta có một cái kim xăng. Tên tiếng Anh nó gọi là Power Reserve, là tên cái kim xăng đó mọi người. Là cái kim báo cót đó, nghĩa là lên tới 50 này rồi, nghĩa là cái đồng hồ này nó chúng ta không đeo, bỏ ra nó sẽ chạy liên tục trong vòng 50 giờ là khoảng 2 ngày ha. 2 ngày không cần đeo. Em này mã số 8. Giá 7 triệu rưỡi, size 41 ạ. Mã số 8 giá 7 triệu rưỡi, size 41. Dày 12 mm. Dây nó còn khoảng tay 17 trở lại ạ. Tay 17 trở lại. Rất là đẹp nha mấy anh. Rồi anh nào thích con này thì chốt giùm em nha. Giá 7 triệu rưỡi. Một em Orient Star dòng cao cấp của Orient. Rồi tiếp theo là em Riesling. Riesling này em có lên một clip riêng về nó rồi ha. Đây là một con Riesling phi công, có chữ MN nè mọi người. Thì máy tự động có work time, có nghĩa là khi chúng ta sử dụng cái chức năng núm thứ hai này thì chúng ta sẽ xoay cái giờ này nè mọi người. Xoay cái giờ này ha. Ví dụ chúng ta đang ở múi giờ này là múi giờ của Việt Nam. Ví dụ chúng ta ở múi giờ của Nhật á, thì chúng ta sẽ xoay nó cho nó lệch ra 2 tiếng, lệch ra 2 tiếng. Nếu bây giờ ở Việt Nam là 9 giờ thì ở Nhật nó sẽ là 11, thì chúng ta sẽ quay như thế này, nó lệch nhau 2 tiếng. Rồi chúng ta có muốn coi ở Anh, ở Mỹ gì đó thì chúng ta coi cái múi giờ đó, chúng ta chỉnh nó mọi người. Thì chúng ta coi 9 giờ ở đây là giờ Việt Nam này, cái nhìn lên đây là thấy 11 giờ là biết giờ ở bên bên Nhật. Ví dụ vậy ha, ví dụ vậy. Kính là kính sapphire,
Toàn thân nha, là thép không rỉ, dây khóa là dây khóa linh kiện nha, dây khóa em thay rồi. Nhưng vỏ còn rất là mới, đẹp. Size 41,5. Dày 15,5 mm ạ. Em này là kính sapphire. Phía sau là kính khoáng, phía trước là mặt kính sapphire nha. Máy tự động automatic và có lỗ đáy nha. Lỗ đáy ở trên này nó có in thông số và series của máy nè. Nhìn rất là sắc nét chứ không phải như mấy con hàng phách đóng nhìn nó không ra gì hết. Rồi, phía sau nó có để toàn bộ thông tin của cái này. Thì em có làm một cái clip riêng về con này rồi, mọi người tìm lại và xem ha. Mới hôm qua, cái này chống nước được 100 m luôn. Giờ thế giới 3 kim, 1 lịch. Mặt số này màu trắng, trắng kem nha mọi người. Trắng ngả hơi ngả vàng, ngả về kem. Dây là dây linh kiện, em này là giá 7 triệu rưỡi cho em Thụy Sĩ á. Thụy Sĩ chính hãng 100%. Size nó 40,5 ạ. Rồi anh nào thích con này thì chốt giùm em nha, mã số 9 giá 7 triệu rưỡi. Tiếp theo em Bon. Bon này thì em cũng có làm clip riêng về em nó rồi. Đầu tiên là size mặt em này 40 nha. Dày dày 11 mm, kính là kính sapphire, toàn thân dây vỏ là thép không rỉ. Độ mới còn rất là cao. Và độ bền của máy của Thụy Sĩ thì mọi người khỏi chê đi ha. Và cái hãng Bon này thì nó cũng chưa chưa có xuất hiện hàng phách trên thị trường. Và hãng Rilin này cũng vậy. Hai cái hãng này thì chưa có xuất hiện hàng phách trên thị trường. Xuất hiện phách trên thị trường nhiều đó là Longines nè, Omega nè. Với lại Tissot, ba cái hãng đó thì trời, đồ nhái đồ giả tràn lan luôn, với lại Rolex nữa. Nên mọi người mua hàng thì nên cẩn thận ha. Rồi phía sau nó có một cái logo, họa tiết logo nguyên một đoạn xe lửa luôn, rất là đặc biệt. Anh nào có làm liên quan tới ngành đường sắt á thì mua con em này về đeo. Hãng này được thành lập vào năm 1891, nó có đẩy đẩy đây luôn. Rồi em này máy tự động nha mọi người, máy tự động có hỗ trợ có tay núm, là núm núm ren, núm cổ chai á, để chống nước cho nó tốt. Và em này chống nước được 100 m luôn nha, chống nước được 100 m. Rồi mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, những cọc số chấm điểm cam, chấm màu cam lên nhìn rất là nổi bật. Rồi em này rất là đẹp nha mấy anh. Mã số 10 giá 10 triệu, zin nguyên bản, zin luôn dây. Cái logo của dây là hai chữ R lồng vào nhau như hãng Rolls Royce vậy đó. Nó giống trên gương mặt số mọi người nè, dưới chữ Bon đó, nó có chữ hai chữ R lồng vào nhau nè. Size 40, mã số 10 giá 10 triệu nha. Một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Thụy Sĩ. Rồi tới những em có hộp này, mã số 11. Rồi em này là hình như là cách mua ngân hàng của Thế Di Động, khách xài chán bán lại nè. Giá mới là 5.170.000, em bán thì nửa giá thôi, mua nhà hàng cũ quá nửa giá thôi, 2.600.000. Một em Orient. Rồi để tháo gói vậy luôn nha. Một em Orient máy cơ automatic có hỗ trợ có tay, dây lưới zin có logo của hãng, núm zin có logo, nói chung là zin toàn bộ. Độ mới còn rất là cao luôn, 98%, 98%. Bộ mới đang chạy rất là chuẩn và ngoại hình và máy đều nhìn còn trong tình trạng tốt. Kính hai mặt là kính khoáng nha, kính khoáng. Cọc số nổi, mặt số màu trắng, trải tia, mặt số trắng trải tia. Dây và vỏ được làm từ thép không rỉ và dây thép là dây thép lụa, rất là mềm. Kim cọc được mạ vàng hồng nha, nhìn rất là sang trọng. Màu trắng inox mà đi với màu vàng thì lúc nào nó cũng đẹp, cũng sang hết. Size này là size 40. Size 40 nha mấy anh. Size 40. Lên tay rất là đẹp. 3 kim, 1 lịch. Tự động có hỗ trợ có tay, máy lộ đáy. Tích cốt 40 giờ.
Rồi, anh nào thích con này thì chốt giùm em nha. Mã số 11 giá 2 triệu 6 ạ. À. Mã số 11 giá 2 triệu 6. Size 40. Tiếp theo tới mã số 12. Mã số 12 là giá 2 triệu 8 nè. Mã số 12 2 triệu 8. Có sách hướng dẫn sử dụng trong này. Một em Orient Bambino kính cong nha mọi người, kính cong, kính khoáng, kính cong. Mặt số màu nâu cà phê hoặc là màu cánh gián, hiệu ứng mắt mèo ha mọi người. Chúng ta nhìn ở ngoài thì càng ngày càng đậm, còn ở trong thì nó lợt dần, nghĩa là nó đậm từ trong ra ngoài. Rồi, ở góc 3 giờ có một cửa sổ hở tim, ở bên trong thì cái mặt dial chúng ta là màu cà phê, màu nâu, màu cánh gián gì đó. Kim cọc là sáng bóng, cọc số nổi. Có một cửa sổ hở tim nằm ở góc 3 giờ. Và em này nguyên zin toàn bộ hả mọi người, zin cả dây, zin cả dây luôn, độ mới cao lắm, còn 90%. Kính chưa trầy, hai mặt kính là hai mặt kính khoáng nha. Máy có hỗ trợ có tay và máy có dừng kim dây khi chỉnh giờ nè. Để chúng ta chỉnh giờ một cách chính xác nhất. Máy lộ đáy của Orient luôn, máy lộ đáy của Orient. Size 40.05. Size 40.05. Lên tay rất là đẹp nha mấy anh. Form tròn, kính mo, nhìn rất là cổ điển, thanh lịch. Rồi em này mã số 12, giá 2 triệu 8, size 40.05, anh nào thích thì lấy giùm em nha. Tiếp theo em Fubo à. Fubo này còn mới luôn, còn mới, mới nha mọi người. Dây chưa đeo luôn nè, dây chưa đeo là còn rất là sạch sẽ. Dây đeo rồi thì nó sẽ nhìn rất là dơ. Em này mã số 13 giá 2 triệu 8, anh là thích thương hiệu Fubo thì chốt em này. Fubo thì bán nội địa Nhật thôi, nó cũng không có bán ra ngoài. Muốn sở hữu thì mọi người xách tay về thôi. Một em Fubo vỏ toàn thân là inox ha mọi người. Em này hình như là hàng trưng bày, nó có chưa đeo, nhưng chưa đeo cái này nó chưa tháo siêu, nhưng mà nó có vài vết trẻ nhỏ nha. Em bán giá là giá này là giá hàng qua sử dụng nha mọi người. Nè, trên khóa nó có chạy nè, Fubo Design, khóa zin, dây zin, dây có chữ Fubo luôn. Có đẹp, có 99 nè, không tới 100. Một em Fubo vỏ là thép không rỉ nha. Kính là kính khoáng, kính hai mặt là kính khoáng. Cọc số học trò 12, cọc số học trò còn có đủ luôn. Và có một ô lịch nằm ở góc 3 giờ. Lịch này là lịch hình cánh quạt nữa. Cái logo của Fubo thì nó dời về góc 6 giờ, còn cái tên Fubo Design thì vẫn nằm ở góc 12 giờ ha mọi người. Ở đây nó có ba kim cơ bản giờ phút giây, một lịch nằm ở góc 3 giờ và một cái kim chỉ 24 giờ để chúng ta xác định vào ngày hay là đêm. Rồi em này còn rất là đẹp luôn, độ mới cao, dây zin nguyên bản có hộp. Giá của em nó là 2 triệu 8, size 41. 2 triệu 8, size 41 trong em Fubo quá đẹp rồi, đẹp lắm luôn ấy. Rồi máy này tự động có hỗ trợ có tay. Em này tích code 40 giờ nha mọi người. Máy tự động nè, máy chạy 21 chân kính, chạy rất là chuẩn. Hàng nội địa cho thầy mọi người yên tâm nó xài. Rồi em này là size 41, mã số 13, giá 2 triệu 8 ạ. Size 41, mã số 13, giá 2 triệu 8. Có hợp luôn nha mọi người. Cuối cùng clip ngày hôm nay là một em Seiko à.
Seco hợp hai ba lớp luôn. Đó. Bên trong có còn giấy sách hướng dẫn sử dụng nha. Phí. Còn tá. Còn bát thơ cái gì á. Rồi còn tác, còn mắc thừa hả mọi người, còn đầy đủ, nói chung là còn đủ không thiếu gì hết. Một em Seco dòng lặn Diver, dòng lặn Diver nha, chống nước 100m. Cái viền benzen trên này là cái viền chúng ta không phải để canh cái bình dưỡng khí, mà cái viền này là để canh phương hướng đông tây nam bắc, đông tây nam bắc ha. Máy tự động automatic, em này chạy máy là 7S26, 23 chân kính, máy tự động hoàn toàn đây mọi người, máy tự động hoàn toàn nha. Trên sườn máy có đóng chữ Seco nè, trên búa đóng chữ da băng luôn, nhìn cho nó uy tín. Trên búa đóng có đóng da băng cho anh em khỏi sợ bị nói là hàng phách ha. Em này hai mặt kính, hai mặt kính khoáng, chống nước được 100m, toàn thân dây vỏ em này là thép không rỉ nha. Máy em này là máy tự động đến từ thương hiệu Seco, size em nó là 41,5 và dày 13,5. Dây thì còn đủ mắt nên mọi người yên tâm về dây ha. Dây còn đầy đủ, có hộp sổ thẻ luôn. Rồi lên tay thì rất là đẹp. Phù hợp cho anh em tay 15, 16, 17, 18. Cỡ nào đeo cũng vừa. Cái form này rất là, nó không có kén tay ha. Tay 15.5 nè, lên tay cũng rất là ôm gọn. Rồi anh nào thích dòng Diver hầm hố thì chốt con em này nha, này giá 3 triệu mã số 14. Rồi đây cũng là chiếc đồng hồ cuối cùng của clip ngày hôm nay rồi. Anh nào thích chiếc nào thì gọi alo cho em hoặc nhắn tin vào Zalo của em số 0378275894 để được chốt hàng ha. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn mọi người lại các clip lần sau. Xin cảm ơn ạ.